Ngày 8 tháng 6 là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, trên 1.100 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên làm bài thi các môn chuyên. Trong buổi sáng, thí sinh thi môn văn, toán và tiếng Anh. Buổi chiều, thi các môn chuyên, lịch sử, địa lý, hóa học, vật lý, sinh học, tin học, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, có 53 thí sinh vắng thi trong ngày thi các môn chuyên. Như vậy, sau 3 ngày tổ chức thi, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi theo quy định.